sự chuẩn bị và danh sách đội tuyển nữ Mỹ cho World Cup nữ 2023. Trước thềm World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Vladko Andonovsky đã rất công phu khi triệu tập 39 cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Tuy nhiên, quá trình tập trung và thử sức cũng là giai đoạn để ông tiến hành lựa chọn những người sẽ đại diện cho đội tuyển nữ Mỹ tại giải đấu diễn ra tại Úc và New Zealand. Những gương mặt được chọn cuối cùng đã góp phần tạo nên danh sách 23 cầu thủ xuất sắc nhất, và trong số này, Tiền đạo Alex Morgan đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Với thành tích 121 bàn thắng sau 205 lần ra sân, Alex Morgan không chỉ là một tiền đạo tài năng mà còn là người lãnh đạo trên sân cỏ. Với khả năng chạy chỗ thông minh và khả năng ghi bàn xuất sắc, Alex Morgan thường xuyên đánh lừa các trung vệ đối phương để tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm. Không chỉ dừng lại ở việc ghi bàn, cô còn đóng góp mạnh mẽ trong việc kết nối lối chơi giữa hàng tiền vệ và hàng công. Tuy nhiên, việc ông Andonovsky không gọi tên Katarina Makario trong danh sách cuối cùng đã khiến nhiều người bất ngờ. Katarina Makario, người cũng có tiềm năng đáng kể ở vị trí tiền đạo cắm, đang phải đối mặt với chấn thương ở gót chân. Một tên tuổi khác vắng mặt trong danh sách là Ashley Hatch của Washington Spirit. Ashley Hatch từng được kỳ vọng sẽ là phương án dự phòng cho Alex Morgan. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đã bị loại, khiến đội tuyển nữ Mỹ thiếu đi một phương án dự phòng cho tiền đạo số 1. Với những thách thức tại bảng E đội tuyển nữ Mỹ đương đầu với những đối thủ mạnh như Việt Nam, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Mặc dù được đánh giá cao nhất sau chiến thắng tại World Cup nữ 2019, thi lực của họ sẽ phải đối đầu với những hàng phòng ngự vững chắc từ các đội tuyển này. Vai trò của tiền đạo cắm sẽ đóng một phần quan trọng trong việc đối mặt với những thách thức này. Alex Morgan, với tài năng và kinh nghiệm của mình. Sẽ đảm nhận vai trò quan trọng nhất trong hàng công của đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup nữ 2023.